Sáng mùng 5 tháng 9, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, trường Trung học cơ sở Kim Sơn đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Tới dự và chúc mừng thầy trò nhà trường có đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã. Đúng 7:30, lễ khai giảng được trường Trung học cơ sở Kim Sơn tổ chức trang trọng, ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm. Năm học 2019-2020 vừa qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Kim Sơn đã phấn đấu, nỗ lực về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học. Học sinh lên lớp thẳng đạt tỷ lệ 100%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lớp 9 đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông hệ công lập đạt 65%. Trường có 28 em học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã, 5 thầy cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 thầy cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhằm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được của năm học trước, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021, trong đó tập trung đổi mới phương thức dạy học, chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tăng cường tuyên truyền vận động thầy cô giáo và các em học sinh tham gia bảo vệ môi trường, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại lễ khai giảng năm nay, trường Trung học cơ sở Kim Sơn đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2019-2020 và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã trao tặng 5 suất quà, Ủy ban Nhân dân phường Kim Sơn chi hội doanh nghiệp phường trao tặng 13 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ động viên các em bước vào năm học mới. Thăm cơ sở vật chất nhà trường và động viên các thầy cô, các em học sinh nhân dịp năm học mới, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã mong muốn trường Trung học cơ sở Kim Sơn phải đặt công tác đảm bảo an toàn phòng dịch lên hàng đầu, nhà trường phải là một pháo đài, mỗi thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh của trường phải là một chiến sĩ, luôn nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, tất cả vì học sinh thân yêu, tất cả vì môi trường học đường an toàn tuyệt đối. Nhân dịp này, đồng chí cũng chúc thầy cô và các em học sinh trường Trung học cơ sở Kim Sơn bước vào một năm học mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc.